ơi, đêm khuya rồi mà ai gõ cửa sao vậy? Ôi, ai vậy? Ôi, dắt trời ơi, tối khuya rồi mà qua đây chi vậy? Tôi sắp đi ngủ rồi. Điện hỏi cái không? Bây giờ tiêu tiêu tôi này có chuyện vui lắm nè. Chuyện gì vui vậy các bạn? Ô, ok, thì chào mừng các bạn đã đến với kênh Tuga TV. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người trong center team nha. Và bây giờ là rất là tối rồi. Sao vậy? Coi chừng Huy nghe giờ. Huy nghe hả? Ủa nhưng mà ông đang dắt tôi đi đâu vậy? Có chuyện bí mật. Chuyện bí mật của Huy nó bà. Ôi trời ơi, chúng ta đang được dắt tới xem thử cái bí mật của Huy nó là gì nè em. Anh em có tò mò không? Tôi sẽ cho anh em cùng nhau xem được. Rồi đi vô coi bí mật của Huy nó. Ôi, vô cái chính đâu được à? Giờ phải vô kia sao chạy tò mò quá các bạn ơi, không biết chắc nó biết được bí mật gì của Huy Núp nữa. Được rồi, để đi theo chân nàng dắt thử coi nào. Được rồi, tôi chuẩn bị cho các bạn xem bí mật của Huy Núp này, các bạn có tò mò không thì comment cho tôi biết nha. Thôi để coi rồi, để coi. Ta là chiến binh thủy thủ của gì? Tình yêu và công lý, thủy thủ mặt trăng, nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi. Trời ơi, Usagi. Cái gì vậy các bạn? Thằng Huy nó đang coi thủy thủ mặt trăng nè, nó còn cosplay thủy thủ mặt trăng nè, nó nhảy nó đọc cái gì Usagi cái gì á. Trời ơi. Thằng này được rồi, bây giờ chúng ta vô bắt quả tang đi. Bắt quả tang mày rồi nha. Ê, rồi sao mày đang coi cái gì vậy? Lộ rồi nha, tao biết rồi nha. Trời ơi, cái thằng này có gì đâu mà mày, tao biết được bí mật của mày rồi nha. Hóa ra là nó thích làm thủy thủ mặt trăng các bạn ơi. Trời ơi, đó là bí mật quy đúp nha mọi người. Được rồi, bây giờ mày muốn sao? Mày muốn cái bí mật của mày được giữ không? Hay là mày muốn tao cho cả cái làng biết, cho cả cái hả và tất cả các fan sinh tố đang coi đều biết luôn? Vậy tao muốn một trận chiến. Cái gì trận chiến? Cái gì? Sao mày núp mày rén gì vậy? Trận chiến sao? Bây giờ mày muốn sao? Tao muốn thách thức cái mày xây hầm bí mật. Nếu mà tao thắng cái trận chiến này, mày phải giữ bí mật cho tao. Được rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó dám thách thức mình thi đấu để mà hả bịt miệng mình là được rồi. Nếu mà ta là công tử thì ta sẽ chơi với mày luôn. Không, nếu thử mà mày thua thì tao hả sẽ công khai cái bí mật này cho tất cả các bạn fan biết, cũng như là làng sinh tố biết là Huy Núp thích thủy thủ mặt trăng Usagi nhé các bạn. Được rồi, rồi mày muốn thi đấu thử thách gì đây? À, hên cho mày là cũng đúng lúc tao vừa đọc được một cái comment của bạn fan ghi đó là: anh ơi xây thang máy đi lên mặt trăng và mặt trời đi anh ơi. Đó nên tao sẽ quyết định chơi với mày ngày hôm nay luôn, nó hợp lý với cả hả chủ đề mặt trăng ngày hôm nay luôn. Đồng ý không? Đồng ý vô mày. Nhưng mà bây giờ cho dắt chấm điểm đi cho nó công bằng chứ. Mày ok, mày đồng ý luôn. Bạn chấm điểm là thiên vị quá. Ok, trời ơi, nó kia các bạn thiên vị tôi làm gì có đâu, tôi say hay nữa các bạn. Cái chấm điểm cao cho tôi đúng không? Thiên vị mà không có, không có nghe. Được rồi, chiều ý nó luôn các bạn ơi, để cho thằng dắt chấm điểm ngày hôm nay. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng bắt tay vô xây thôi nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xây thang máy. Thì mình thì xây thang máy đi lên mặt trời, còn Huy Núp thì sẽ đi lên mặt trăng đúng không? Thủy thủ mặt trăng. Ok mày, ok xây mày. Ok được rồi các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái thang máy cuối này. Thang cuối này nhìn rất là xịn luôn. Là tại vì sao các bạn biết thang máy này là các bạn hay thấy trong mấy cái siêu thị đúng không? Đó, cái này là gọi là thang cuốn. Và để mà xây được nó lên cao thì mình phải đặt một cục ở đây. Phải đi qua đây nè, mình sẽ đặt một cục ở đây này đó, thì mình sẽ làm được cái thang máy này nó sẽ càng ngày nó càng cao lên. Được rồi, bắt đầu thôi. Đó, các bạn thấy chưa, mình đã vừa xây xong cái thang máy đi lên rồi. Nhìn nó đi lên cái mặt trời. Ủa, thằng Huy bên kia nó cũng xây xong rồi kìa. Bây giờ tôi sẽ test thử cái thang máy này nha nè. Ủa, các bạn nhìn nè, thang máy này đi. Hồi nhỏ mình đi chơi cái thang máy này mình rất là sợ, nhưng mà đi riết nhiều mình cũng quen thôi các bạn. Đó, thang máy rất là xịn, nó sẽ tự động đưa chúng ta lên trên kia luôn. Các bạn nhìn đây, mình đã vừa xây cái thang máy mình rất vô cùng dài. Ôi, thằng Huy nó còn không xây kịp bằng mình. Trời ơi, nó sắp lên tới mặt trời luôn rồi kìa. Anh em ơi, tôi sẽ cho anh em nhìn thêm một lần nữa. Ở cái thang máy của tôi này, nó sẽ đi từ dưới tận dưới này và đi lên tiến lên trên mặt trời luôn. Ủa, đó, nó sẽ đưa chúng ta lên trên thì chúng ta sẽ lên được trên hướng mặt trời luôn. À, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm phần bên trong sau khi chúng ta tiến vô mặt trời thôi nào. Đó, mình đã xong rồi đây ơi, anh em nhìn cái cánh cổng để mà đi lên mặt trời của mình chưa kìa. Đó, quá là xịn, quá xịn. Trời ơi, các bạn nhìn nè, cái thang máy mình nó đụng tới cái mây. Ôi giời, thằng Huy nó đang làm gì bên kia thôi, kệ nó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vô cái thang máy này để đi làm cái thử thách thôi nào. Let's go, đi vô thôi. Ok, và đây chính là nơi tôi sẽ xây dựng thử thách đầu tiên mà sau khi chúng ta đi vô cái thang máy để lên mặt trời của tôi. Được rồi, và thử thách đầu tiên của tôi ngày hôm nay đó chính là dropper mặt trời các bạn ơi. Thì xíu nữa tôi sẽ làm cho các bạn coi, đó chính là chúng ta sẽ phải ở trên này và nhảy xuống dưới kia và dưới này. Đây tôi sẽ đặt một cái ô nước cho anh em coi đó. Đây chỉ là một cái nước màu vàng đó, thì chúng ta phải đứng trên tay kia nhảy vô cái chỗ này. Nhưng mà nếu như vậy thì quá dễ đúng không? Chúng ta sẽ có những chú mặt trời sẽ bay lên để mà ngán được chúng ta lại, để mà tăng thử thách này sao sẽ khó hơn anh em ơi. Được rồi, và bây giờ tôi sẽ làm cho anh em quay liền đây. Và tôi đang build một cái ông mặt trời đây các bạn ơi. Đó, tôi đang xây dựng một cái ông mặt trời để xíu nữa mình sẽ cho cái ông mặt trời đang cười hi hi này sẽ bay lên và ngán được những cái thằng đang nhảy xuống này, đó chính là thằng Huy đó. Và mình sẽ cho ông mặt trời có hai cái má hồng nữa cho dễ thương em ơi. Ok xong rồi, và đây chính là ông mặt trời của tôi đó. Bây giờ xíu nữa mình sẽ cho ông bay từ dưới này lên và cản đường thằng Huy Núp. Được rồi, bắt đầu thế nào. Ok xong rồi, mình vừa code xong một cái comment block, nó sẽ tạo ra những cái ông mặt trời nó sẽ bay lên liên tục đây các bạn như này đó. Và chúng ta nếu mà chúng ta nhảy xuống từ trên kia xuống mà đụng vô ông mặt trời này thì chúng ta sẽ chết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ làm một cái lệnh khác để mà cho thêm nhiều ông mặt trời ở nhiều nơi nữa, ông sẽ random ra rất là nhiều chỗ. Được rồi, mình sẽ dùng cái lệnh này đó các bạn thấy chưa, những cái giá đỡ tàng hình này nó sẽ tạo ra những cái ông mặt trời này bay lên liên tục
tục như thế kia đó. Và thằng Huy nó chỉ cần đụng ông mặt trời một cái thì nó sẽ ra đi. Và bây giờ mình sẽ tạo thiệt là nhiều cái giá đỡ xung quanh đây luôn. Ok, xong rồi các bạn thấy chưa, bây giờ đã rất nhiều ông mặt trời bắt đầu bay lên rồi. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải nhảy từ trên này xuống mà phải né những cái ông mặt trời kia và nhảy đúng vô cái ô nước kia đó. Và sẽ không thể đụng ông mặt trời nào, nếu mà đụng một cái là ra đi đó, đừng có giỡn chơi. Và bây giờ tôi sẽ review thử xem thử cái trò chơi này nó như thế nào nha anh em. Ôi ôi, chưa gì là thấy những cái mặt trời kia rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhắm vô cái ô màu vàng kia và nhảy xuống đó. Ơ, né ra nè, đụng một cái là đi ra. Ây cha, đó thì trong này chúng ta sẽ rơi rất là chậm nha anh em để mà tăng độ khó. Ơi mặt trời nhúng ơi. Ây da, vô cái đầu luôn rồi. Lần cuối nha, lần này mà không được nữa là chứng tỏ trò chơi của tôi rất là khó và thằng Huy nấp chắc chắn sẽ không thể vượt qua đâu. À, làm lại nè. Ôi giời, né ra. Chúng ta đang rất gần với đích rồi anh em ơi, đừng có lên đây nha, đừng có lên đây, né ra những cái ông mặt trời đâu mà. Ôi, né ra. Trời ơi, nguy hiểm quá. Rớt vô. Yeah, chúng ta thành công rồi. Đó. Trời ơi, nếu mà như vậy thì chúng ta sẽ vượt qua được thử thách này nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta qua làm thử thách thứ hai thôi nào. Thử thách thứ nhất chưa gì là đã thấy rất là hay ho rồi. Bây giờ anh em hãy cộng điểm liền cho tôi nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm qua cái thang máy khác. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên cái thang máy tiếp theo thôi. Và đây sẽ là nơi tôi sẽ xây dựng thử thách thứ hai, và thử thách này sẽ là thử thách vô cùng khó. Bởi vì anh em nhìn đây, trước khi là anh em mới vô là anh em thấy cái phòng mà tôi xây nó đã rất là dài rồi, chứng tỏ cái thử thách này là một thử thách vô cùng gian nan và tôi chuẩn bị xây rất là mất công. Bởi vì vậy anh em đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như là comment ở dưới chấm điểm cao cho tôi để tôi có động lực làm tiếp nha. Được rồi, bây giờ cho tôi với. Ôi trời ơi, thằng Jack chấm điểm này không có ai cho tôi với. Giờ chấm điểm mệt lắm. Trời ơi, không có vụ đó thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu vô xây nha anh em. Và thử thách lần này có tên là người đi xuyên mặt trời. Tại vì sao gọi như vậy thì đây, thằng kia có một cái tường bằng mặt trời nhỏ xíu nữa tôi sẽ bị có hình mặt trời đến đó, và sau lưng tôi sẽ là lava thì bức tường đó nó sẽ đẩy chúng ta. Nếu mà chúng ta không đi xuyên qua được cái bức tường đó thì nó sẽ đẩy chúng ta lọt xuống lava và chết queo bị cháy bởi dung nham của mặt trời đó. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải kiếm cách để mà khi cái bức tường kia nó chạy tới chúng ta phải chui qua được đó. Được rồi, và bây giờ tôi sẽ build những cái mặt trời lên đây này đó. Thì trong bức tường nó sẽ có một cái ô này để chúng ta chui qua, khi mà bức tường này tới chúng ta phải kiếm cách nào đó để mà có thể lên được trên đúng cái ô này chúng ta mới có thể đi xuyên qua được nha anh em. Nếu mà không vô được một cái là sẽ bị đẩy xuống lọt với lava kia liền luôn đó. Thì chúng ta sẽ phải tìm cách đi qua được cái ô này đó. Nếu mà qua được vậy thì chúng ta sẽ đến với cái ô tiếp theo, và mình sẽ làm tổng cộng 5 bức tường để cho thằng Huy nó phải chui qua tổng cộng 5 cái mặt trời thì nó mới có thể vượt qua được thử thách này. Trời ơi, thấy khó chưa anh em. Được rồi, bây giờ tôi sẽ thử cái bức tường đầu tiên nha anh em. Được rồi, và bây giờ tôi sẽ chạy thử cái này cho anh em coi, cái bức tường này khi nó di chuyển thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ chạy tới chúng ta và chúng ta làm sau đó, trước khi nó chạy tới nó đẩy chúng ta xuống cái lava này đó. Nếu mà chúng ta không nhảy qua thì nó sẽ đẩy chúng ta xuống lava và chết queo luôn. Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải chui qua cái lỗ đó. Ok, để mà vượt qua được thử thách này thì chúng ta phải dùng những cái block mà tôi cho sẵn đó. Tôi sẽ phải đặt lên như thế này đó, và ta sẽ đi qua cái lỗ này đó. Hay chưa. Thì trò chơi này nó sẽ chơi như vậy đấy. Chiều nay tôi sẽ chọn Huy những cái block này để mà nó sẽ phải canh như thế nào đó, để mà đặt những cái block này để mà chui qua cái lỗ kia một cách thiệt là vừa vặn và không bị đẩy xuống cái hố lava này nha. Và tôi đã làm tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 các bạn ơi, có 7 cái bức tường, và thằng Huy nó sẽ phải dùng cái những block này để mà nó bắt cua làm sao, nó đặt làm sao để mà chui qua được những cái lỗ kia, và tổng cộng 7 lần thì nó mới vượt qua được thử thách này nha anh em. Được rồi, bây giờ tôi sẽ phải chơi thử trước xem thử cái trò này có thể vượt qua, nó có khả thi vượt qua không đã. Được rồi, bây giờ tôi sẽ dùng cái block cam này để mà canh nha. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu cho những cái bức tường bắt đầu chạy. Ok, bắt đầu thôi nào anh em ơi. Bức tường đầu tiên nó sẽ bắt đầu chạy đó, nó sẽ phải chạy. Thì bây giờ tôi canh được rồi, bây giờ tôi sẽ nhảy lên đây. Đúng rồi, lên xuống đó. Được rồi, bây giờ nếu vậy thì chúng ta sẽ qua được dễ dàng. Và bức tường thứ hai nó bắt đầu chạy luôn. Ok, được rồi, bây giờ tôi phải qua bên này. Lẹ lên. Nó chạy đâu kia. Được rồi, lên. Đó, canh rất là đơn giản. Và bức tường thứ ba cũng bắt đầu chạy luôn. Lẹ lên. Trời ơi, may quá. Bức tường thứ tư nó đang tới rồi kìa. Chết rồi, không được. Không. Rồi luôn, bị đẩy xuống luôn rồi, thua rồi em ơi. Thì nếu như vậy chúng ta mà không chui qua được cái lỗ kia thì sẽ bị bức tường kia đẩy xuống lava và sẽ chết. Được rồi, bây giờ tôi sẽ reset lại tất cả cái tường để mà xíu nữa cho thằng Huy chơi, và chúng ta cùng qua thử thách thứ ba thôi. Đó, và những bức tường nó đang reset lại về đúng chỗ của nó. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta đã đủ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái rồi em ơi. Thì sau khi tụi nó vượt qua được hết những cái bức tường này ở những cái lỗ này thì tụi nó sẽ đi qua được cái căn phòng tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ lên bậc thang tiếp theo thôi nào. Và đây sẽ là thử thách cuối cùng ngày hôm nay, đây chính là vị thần mặt trời đây mà anh em nhìn đây, ổng đang ngồi trên một cái vị bậc rất là cao đó. Tôi sẽ phải đấu với ông này để mà có thể vượt qua được thử thách này. Huy nấp phải đấu chứ qua. Được rồi, bây giờ các bạn nếu mà không tin thì tôi sẽ cho các bạn thấy sức mạnh thật sự của ông này đó. Ông bắt đầu hô mưa gọi gió, ông chỉ cái gì ở kia kìa. Để coi ông đang làm gì á. Ông bắt đầu thả những cái con lính của ông ra rồi kìa em ơi. Thì nhiệm vụ của thằng Huy là phải đấu với những cái con này, là thằng lính mặt trời nó kêu rất là vui nè, nghe tiếng nó kêu này. Nó đánh tôi kìa, này mày đó. Thì xíu nữa ông này sẽ rất là mạnh, ông có rất là nhiều skill luôn. Thì đây chính là những đàn em của ông nói chuyện rất là vui luôn anh em nghe nè.
đó, đem nghe chưa? Còn ông này thì suốt ngày ngồi vỗ vỗ cái bụng của mình tưng tưng. À, đó thì Huy Núp sẽ phải đấu chiến thắng ông này, còn nếu không nó sẽ thất bại, nó sẽ không thể vượt qua được thử thách mặt trời của tôi. Mà sau khi nó tiêu diệt được ông thần mặt trời này thì nó có thể vượt qua được thử thách và đến với căn phòng cuối cùng và nhận phần thưởng của tôi. Và đây sẽ là nơi tôi sẽ xây dựng phòng cuối, thì tôi sẽ dùng cái block các bạn nhìn đây rất là nhiều mây, tại vì mặt trời mà chúng ta vào buổi sáng sẽ có rất là nhiều mây. Và bây giờ tôi sẽ trang trí cái căn phòng cuối cùng này cho nó giống hả mặt trời thiệt là xinh đẹp. Tôi sẽ đặt những cái sợi dây màu vàng này đây. Và bây giờ tôi đang bia một cái giường mặt trời đây mà, thì cái giường này nó sẽ có một cái chăn bằng có cái hình mặt trời. Đó, nhìn ra mặt trời đúng không anh em? Để cho thêm mắt mũi miệng vô cho nó dễ thương nữa coi. Ok, xong cái giường rồi. Và trên đầu giường tôi sẽ để ba ông mặt trời đây. Ủa, các bạn nhìn mấy ông mặt trời. Ủa, nhìn như cái con mực vậy. Ok, vậy là tôi đã xong cái căn phòng mặt trời của tôi rồi anh em ơi. Đó, nhìn đã chơi vô được căn phòng này, chứng tỏ là bạn đã vượt qua được ba thử thách vô cùng khó của tôi. Và đừng coi, các bạn đừng quên chấm điểm cho căn phòng của tôi ngày hôm nay, xem thử cái cầu thang thang máy của tôi có xịn không, đi lên những cái thử thách có khó không thì comment chấm điểm cho tôi ở dưới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới phần hay nhất, đó chính là review từ cái cầu thang máy của mỗi đứa để xem đứa nào là đứa chiến thắng nha anh em. Và anh em hãy nhớ chấm điểm cho tôi và Huy Núp để tìm ra người chiến thắng nha. Ok, và chúng ta đã xong rồi anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ review từ cái thang máy, xem thử thang máy của ai xịn hơn nha mấy bạn. Các bạn nhớ hãy đừng quên chấm điểm cho tôi và Huy Núp để tìm ra người chiến thắng nha. Ôi trời, nhìn hai cái thang máy nó cao quá kia, mây gì không có thấy gì hết, nhìn đã thì đúng rồi mà các bạn nhìn kìa. Ôi trời ơi, cái thang máy nó cao tới cái mây luôn. Rồi được rồi, bây giờ đi vô của ai trước đây? Đi vô của Huy Núp trước nha Huy Núp ơi. Được rồi, chúng ta cùng nhau lên thang máy của Huy Núp thôi nào anh em ơi. Let's go. Trời ơi các bạn ơi, tụi mình đã ở rất là cao luôn các bạn, mình còn không thể nhìn thấy ở dưới, mình chỉ thấy xung quanh là toàn là mây mù. Ôi trời, cái thang máy bên kia là của mình kìa. Wow, cái thang máy màu đỏ Huy Núp, nhìn ở ngoài cánh cổng cũng rất là xịn các bạn ạ. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vô cái cánh cổng mặt trăng Huy Núp thôi nào. Let's go. Ôi giời ơi, lên thang máy rồi nè anh em ơi. Và đây chính là thử thách đầu tiên của Huy Núp ngày hôm nay. Là gì vậy trời? Ủa, đây các bạn chính nhìn kìa, là thử thách mặt trăng rồi. Mày phải né. Đây chính là thử thách mặt trăng rơi các bạn. Ok, vậy chúng ta phải né những cái mặt trăng này không để nó rớt vô đầu của mình anh em ạ. Rồi, này thử thách quá là dễ đúng không anh em? Được rồi, đi thôi, đi thôi. Chúng ta chỉ cần né đơn giản những cái mặt trăng này, không có gì là khó khăn. Ôi giời, nó rớt kìa, nó rớt kìa. Ôi trời, suýt nữa đụng rồi. Né né rồi, đang né. Ôi ơi, hơi bị căng. Ôi trời ơi, tự nhiên đi lùi chứ vậy, tôi bị giật mình anh em ạ. Chắc tôi đụng nó luôn. Ôi giời, mặt trăng kìa trời ơi anh em, nhìn nguy hiểm cái mặt trăng lưỡi liềm. Ôi trời ơi, lại dính vô cái đầu nữa rồi, tức quá. À bây giờ tôi sẽ phải canh thiệt là kỹ nè, phải đi nhìn ở trên, phải nhìn ở trên để mà né, nhìn mà né. Ôi giời, sắp qua được rồi, Yeah, qua được rồi. Thử thách đầu tiên của Huy Núp quá đơn giản. Ôi sao mày còn mặc cái bộ thủy thủ mặt trăng nữa thằng này. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi lên tầng tiếp theo thôi nào. Wow, chúng ta đã lên thang máy tiếp theo của Huy Núp rồi anh em ơi. Ôi cái gì đây, này là thử thách gì? Ôi giời, ôi sao tôi ngồi lên mặt trăng? Ôi trời ơi, cái bờ đâu? Các bạn nhìn tôi nè, tôi đang ngồi lên mặt trăng như hả là chị Hằng chú Cụi đó. Trời ơi hay á, thử thách này sáng tạo ra, nhìn tôi hay quá. Ôi trời, tôi phải làm gì đây? Mày trả là chết nha. Bây giờ mày phải cầm cái này. Mày thấy ta đang cầm cái gì không? Cái đó là gì vậy? Cái mặt trăng giúp mày bay lên, giúp mày cho mặt trăng nó bay lên đó. Ôi thiệt hả? Đâu thử coi. Ôi giời ơi, ai da, nó bay kìa, nó bay kìa. Ôi giời ơi. Rồi mày bay qua cái lỗ rồi. Rồi luôn, chết luôn. Bay qua mấy cái lỗ này, nếu mà chúng ta không bay qua là chúng ta sẽ chết anh em ơi, khó quá. Trời, hãy tưng lên, tưng lên, tưng lên. Ôi qua qua qua. Bay ơi, sao không qua cái lỗ, qua cái lỗ này. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, ngu thiệt chứ, nhìn ta nè. Ok, để coi tôi Huy Núp chơi sao nha các bạn. Ôi trời, Huy Núp tưng lên mặt trăng. Ôi giời ơi, giời ơi. Trời ơi, đúng là người làm ra trò chơi lúc nào cũng là chơi rất là hay. Ôi giời, tôi rất là ba luôn vậy. Ôi giời, thôi được rồi, không cần làm nữa đâu mày. Để tao. Bây giờ tôi phải chơi cho được qua trò này hay quá. Được rồi, bây giờ tôi chơi lại nha anh em. Tôi cưỡi mặt trăng tôi bay lại nha. Ok, 1 2 3 tưng tưng tưng. Ôi giời, đó, tôi chơi được rồi. Anh em hãy ủng hộ tôi bằng cách comment tôi gà cố lên đi. Tưng tưng tưng. Qua đây, qua đây. Ơi, đi lộn hứa kìa mày ơi. Mặt trăng ơi, mày phải nghe lời tao chứ. Trời ơi, lên da nhiều quá anh em ơi. Đây à. Ôi, bên kia cái mặt trăng nó cũng đang tưng tưng. Ơi, khó vậy, cái này. Ôi, qua được rồi nè. Ai ơi, sắp được rồi. Ơi, không qua. Trời ơi, tức quá. Còn chút xíu nữa là qua được rồi mà. Trời ơi, tức thiệt ba ơi. Bây giờ chơi lại rồi. Được rồi, chúng ta sẽ làm được mà. Ôi, sắp được rồi. Cái này là cái chỗ hồi nãy mình thua nè. Yeah, qua được rồi. Trời ơi, qua được rồi nè Huy Núp ơi. Trời ơi, quá là dễ luôn anh em. Mặc dù tôi chết rất là nhiều lần, nhưng mà tôi đã qua được rồi. Ôi, Huy Núp cho tao xin cái mặt trăng này luôn nha. Cái này tao thấy cái này nó hay quá. Tao xin luôn nha, tao xin luôn. Được, ôi, sao bay lên vậy? Không cho thì thôi, làm gì mà căng vậy. Bây giờ chúng ta lên tầng tiếp theo thôi nào. Wow, và đây chính là tầng tiếp
tao có uy lắm các bạn. Ôi sao đằng kia có thủy thủ mặt trăng vậy, tao phải làm gì bây giờ? Mày phải đánh với nó, không thôi nó sẽ đánh mày. Ôi nó tới đánh tao kìa, tao đưa đưa vũ khí cho tao. Ôi cái gì vậy, cái kiếm này đem gì? Ôi cái này là kiếm mặt trăng hả, cái này để làm gì? Kiếm mặt trăng là để đánh nó chứ gì. Mày được sức mạnh đó, xài okay. Đi. Ôi xài được sức mạnh rồi. Mày ôi các bạn ơi, kiếm này chém là được mặt trăng luôn nè mày. Ôi các bạn nhìn nó nổ ra cái màn mặt trăng. À nó nổ ra cái màn mặt trăng á. Được rồi. Này thì thủy thủ mặt trăng này, mày thủy thủ mặt trăng. Ôi đánh này luôn. Mày cũng là thủy thủ mặt trăng này. Mày cũng là thủy thủ mặt trăng. Mày là thủy thủ mặt trăng này. Các bạn có từng coi phim thủy thủ mặt trăng Usagi chưa? Có thì comment cho tôi biết nha, chứ hồi xưa hồi nhỏ là tôi hả cũng thích thủy thủ mặt trăng. Mày này con mày này con thủy thủ mặt trăng. Thủy thủ mặt trăng. Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Và đây chính là căn phòng cuối cùng của tôi. Căn phòng gì mà đẹp vậy trời ơi, mặt trăng không luôn nè trời. Ủa còn có hai cái mặt trăng xoay hai bên. Đúng rồi, mày được thưởng phần quà của tao, cái vô đây là được cái kiếm. Ủa, cái kiếm à, với lại cho tao thêm cái mặt trăng hồi nãy đi. Ôi ôi cảm ơn nhiều các bạn ơi. Trời, phần thưởng của mình là được cưỡi cái mặt trăng bay và sau đó còn được kiếm mặt trăng nữa. Pip quá là xịn. Ok, xin lỗi. Ok, và bây giờ mình sẽ cho thằng Huy nó qua chơi thử cái thang máy của mình nha anh em. Ok, thì chúng ta vừa review xong cái cổng mặt trăng của Huy Núp thì các bạn nhớ chấm điểm cho Huy Núp nha. Và bây giờ tới phần quan trọng là tới phần cho thằng Huy Núp review cái cánh cổng mặt trời của mình để cái cầu thang đi vô mặt trời của mình xem thử có xịn không nha anh em. Được rồi, lên thang máy đi, lên thang máy đi mày. Ui giời ơi, cao chưa. Được rồi, bắt đầu chuẩn bị Huy Núp đi vô cánh cổng đây. Let's go vô đây. Ok, và mình cũng vô để xem thằng Huy Núp nó review cánh cổng mặt trời của mình luôn nha mọi người. Let's go. Wow, chào mừng đến với thử thách đầu tiên, đó chính là hả trời dropper hay còn gọi là rơi mặt trời đó. Thì mày sẽ phải nhảy vô cái lỗ màu vàng tao đã làm sẵn trong kia mà không được đụng những chú mặt trời nè. Đụng một cái là đi nha. Ghê. Tưởng dễ, đừng có tưởng dễ nha mày. Mày chết nè con. Nó tưởng dễ các bạn ơi. Hồi nãy mình đấm nó mình không biết đâu. Không sao. Chơi tiếp đi mày, chơi tiếp đi. Ôi giời, nó đang rớt xuống tiếp kìa bạn. Nó phải né những cái ông mặt trời. Ok, nhớ là nó có vô tao đâu mà. Mày ơi, liệu Huy có thể vượt qua không các bạn? Tôi nghĩ là Huy sẽ ra đi rồi. Tao không đứng này, tao đứng từ xa tao nhìn mày luôn à. Ôi nhìn nó kìa. Ôi né, giữ cái tay né giữ chặt. Ôi xịn chưa, trời quá trời mà nó né được. Ôi xịt chết cho mày ơi. Mày chưa kịp, mày rớt xuống nước một cái là mày phải đi ra liền nha mày. Ngêu. Bây giờ mày sẽ đứng góc như này mày nhìn Huy nó rớt xuống à. Mày đi ra lẹ lên không có spawn ngay đó là được rồi. Ok nào. Và chào mừng đến với thử thách tiếp theo, thử thách người đi xuyên mặt trời. Ok, và nhiệm vụ của mày sẽ phải đứng ở đây và sẽ phải né những bức tường. Bây giờ tao sẽ cho mày 64 cục block này, mày sẽ phải bắt block sao mày có thể chui qua được cái này nha. Được rồi. Bức tường đầu tiên bắt đầu. Rồi. Ôi, canh cho đúng nha, Ôi. Ồ, ghê vậy. Và bức tường thứ hai bắt đầu. Này sẽ chạy nhanh hơn nha. Ôi rồi, Huy có vượt qua không? Wow, Huy cũng vượt qua được luôn. Trời ơi, thằng Huy này chơi đỉnh quá anh em ơi. Được rồi, bức tường thứ ba mới căng. Wow, đang chạy kìa. Rồi, mày sao. Ghê vậy, né dữ gì bay. Khó rồi vậy mà nó cũng né được anh em ơi. Trời dân này chắc phải cộng điểm chơi cho nó thôi. Mặc dù không muốn ha. Được rồi, bức tường tiếp theo. Wow, coi chừng. Rồi, không kịp rồi. Xong, tạm biệt gấu Misa. Ôi này tao tưởng vượt qua được hả mày? Cái này mới khó này. Ôi sao nó qua được luôn ghê vậy trời. Rồi tới cái này thì sao? Cái này tiếp theo bắt đầu, let's go. Ôi này nó quen rồi, nó biết cách chơi rồi anh em ơi. Và cái cuối cùng là cái coi như là cao nhất luôn. Let's go, chạy đi. Nó nằm luôn, nó treo người. Mày treo người. Nó vượt qua được luôn rồi anh em ơi, tức quá à. Mặc dù hồi nãy tôi thấy rất là khó nhưng mà thằng này nó chuyên nghiệp. Được rồi, chịu chắc đầu tới căn phòng cuối cùng mày mới sợ nè. Let's go. Và chào mừng đến với thử thách cuối cùng, ông thần mặt trời. Chuẩn bị đấu nhau với ông đi. Mày sẽ phải chiến thắng được ông kia mày mới có thể vượt qua. Ôi, ông rớt xuống rồi, ông điên mày này con. Ôi, các bạn thấy ông mặt trời đánh đâu? Thằng Huy đang bị những cái con gì đánh kìa anh em ơi. Huy đang bị nó bung lửa kìa. Ôi, cháy mày này con. Trời ơi, ông mặt trời này mạnh quá các bạn. Ôi trời ơi, Huy giết hết đàn em của ông rồi. Trời đất ơi. Ôi, coi chừng ông phun lửa mày này. Ôi, xong ông đẻ lại ra, đẻ đàn con cái nữa rồi. Rồi, chết mày rồi con. Ôi giời ơi, mày làm ông điên lên rồi kìa con. Mày làm ông điên lên rồi kìa. Ôi giời, chị các bạn nhìn cái bụng của ông. Ông đang cho ra những cái đàn em của. Ôi trời, xong Huy ra đi luôn. Trời ơi, ông mặt trời này quá mạnh mà. Trời ơi, đừng có tưởng dễ nha mày. Cố lên ông thần mặt trời. Ôi, ông điên lên rồi kìa. Rồi xong, ông hút Huy. Ôi giời, ông bắt tao.
bắt tao. Rồi xong rồi sao? Ôi Huy ra đi luôn rồi. Trời ơi, coi bộ là Huy không vượt qua được thử thách của tôi rồi anh em ơi. Ôi ổng đang điên lên, ổng khùng coi kìa. Coi rồi, ổng khùng dữ vậy trời. Quá, ổng phun mày này con, phun mày kia con. Rồi xong Huy ra đi, trời cái chiêu phun lửa của ông mạnh này chứ anh em. Giết mày. Cố lên, cố lên. Wow, trời ơi, ông phun kìa. Ôi, rồi xong Huy chết luôn. Đó là, ôi, ông phun quá trời luôn, ông phun quá trời, ông phun chắc đàn em của ông là, wow, ông chết rồi. Ông chết, ông rớt ra cái mặt nạ luôn kìa trời. Ôi, ông phải đợi là được. Thì chúc mừng mày đã vượt qua được thử thách này và đến với căn phòng cuối cùng thôi. Wow, và đây chính là căn phòng cuối cùng cho mày. Sao con dắt ở đây vậy? Ôi, và đây chính là căn phòng cuối cùng. Ôi, nãy giờ ông xem rồi đó mà ông thấy của ai xịn hơn thì ông chấm điểm đi. Ông chấm điểm đi, cho ai xịn hơn, ai xịn hơn, ai xịn hơn. Ok, và bây giờ Jack sẽ chuẩn bị công bố xem được ai chiến thắng ngày hôm nay anh em ơi. Jack là người đứng đầu chiến thắng 100% sữa tươi đậu nành nguyên chất tự nhiên chính là Huy thua hả? Ôi, tôi thắng. Yeah. Cảm ơn Jack nha. Ok, vậy là Jack đã chốc với tôi thắng rồi. Và bí mật của Huy nấp sẽ bị tiết lộ. Và anh em đã biết rồi đó. Hôm nay tôi làm video có nghĩa là anh em đã biết được bí mật này rồi. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Và nếu các bạn đã thích video này, đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe, cũng như là cho mọi người trong xem tốt team nha. Và cũng đừng quên là Huy nó thích thủy thủ mặt trăng nha. Ok, bye bye mọi người. Đừng quên chấm điểm đấy nha.